Xin chào cô chú anh chị, hôm nay xe máy Trọng Tình đang xuống xe nha cả nhà mình ha. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 hả? Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 nha cô chú anh chị. Thì bên Tình có về một lô xe khoảng 40 xe ha. Đây. Xe là 2 tầng. Hôm qua làm khuya quá. Ba cái vụ giấy tờ cho cô chú anh chị ship xe về miền Tây á. Cho nên bữa nay bị cảm luôn. À bữa nay có mấy con Hayate FI Novo 4. Đẩy xác vô trong đó giùm em luôn ha. Đây. Alo. À, bữa nay có con Charlie nha cả nhà. Charlie ha. Vision rất là ngon ha. Thì Tình chỉ quay sơ như đây thôi ha. Thì lát nữa thì Tình sẽ báo giá kỹ từng con nha cả nhà mình. Thì bữa nay rất là nhiều xe cho nên Tình không quay cận cảnh được. Con mô tô có mười mấy triệu thôi nha. Trời ơi cọp dữ dằn. Ducati của trời, cái tên của bà nào đang còn Nguyễn Nhật Thư luôn nè. Bạn gái đứng Liberty. Xe dữ nha cả nhà. Đây. Rồi, cho bấm xuống giùm em. Té. Rồi bây giờ Tình sẽ xin phép review giá xe từng con nha cả nhà mình. Thì do hôm nay xe ở Tây Ninh về rất là nhiều quá cho nên là Tình không kịp, Tình sẽ không review kỹ giống như mọi khi nha. Tình chỉ báo giá và quay sơ qua một xíu thôi. Thì nếu cô chú anh chị muốn xem kỹ và nhiều hơn á, thì cô chú anh chị ghé ngay cửa hàng Tình nha. Số 9 đường Nguyễn Thị Nui, xã Tân Thế Nhì, Hóc Môn. Đây, hôm nay có 4 con xe rim, 3 con super, 3 con rim Thái và 1 con super rim nha. Thì bây giờ Tình sẽ quay chiếc Future trước. Đây là chiếc Future chính chủ ký giấy. Tình cũng có quay lô trước. Con này Tình bán 15.800.000 chính chủ ký giấy ha. Xe này thì bao zin đầu nồi chưa rớt ha. Xe zin. Đó, con này Tình bán 15.800.000 biển số thành phố. Rồi, bây giờ tới con Future màu xanh mực này ha. Thì con này là xe zin toàn bộ ha, đồ đạc là zin hết, chưa có qua thay đổi cái gì ha. Nó bị khuyết cái là rớt đầu ha, nhưng mà máy rất là lực. Nói chung con này là đồ đạc còn nghiêm chỉnh hết, chỉ rớt đầu thôi nha, bô đồ còn hết luôn. Con Future đời đầu này á thì Tình bán với giá là 16 triệu nha. Tình fit 500, hôm qua là Tình bán 16.500.000, bữa nay Tình giảm 500 để cho nó đi ha. Rồi con đây cũng y chang luôn, con đây là con Future đời đầu. Thì con này dàn áo cũng rất là đẹp, y con kia luôn, bô đồ dàn. Nói chung máy móc còn zin hết, đồ đạc zin hết nha. Con này cũng rớt đầu, nhưng mà con này là cái dàn chinh nó bị nổ á, cái dàn mà dàn bạc á, nó nổ thì chủ người ta có sơn lại nha. Thì Tình cũng không có liên quan, không có sơn ha. Đó, thì con này Tình thấy nó sơn lại dàn bạc cho nên Tình bán giá 13.700.000. Đó, thì hai con này là dàn áo cũng tương đương nhau, giống nhau hết nha. Rồi bây giờ Tình quay con Abarth đời 2008 nha. Con này thì lốc trắng. Đó, con này thì ngay chủ ký giấy nha cả nhà mình ha. Xe này bánh mâm thắng đĩa. Đây. Bánh mâm thắng đĩa, ốc tán cũng còn sáng ha. Dàn áo liền lạc. Thì Tình chỉ quay sơ qua không được kỹ giống như mọi khi, tại xe rất nhiều nó chặt á. Thì con này Tình bán giá 12.800.000 nha. Cô chú anh chị mua thì liên hệ cho Tình ha. 12.800.000 con này. Này. Như mọi hôm xe nó ít á, thì Tình quay từng con và quay kỹ nhiều được. Nhưng hôm nay xe hơi nhiều, lát nữa xe Tây Ninh nó gì là cái video nó quá dài cho nên Tình sẽ rút ngắn thời gian lại ha. Rồi con này là con D-Lan lên nguyên full SHI nha. Con này 36.800.000 chính chủ, bao ký giấy, biển số thành phố. Con này con Abarth này cũng biển thành phố luôn ha.
Rồi. Rồi. Xe này lên full SHI rất là đẹp. Rồi bây giờ là con Future đời 2020. À 2019 hay 20 rồi đó, Tình cũng chưa có coi giấy kỹ ha. Con này thì FI, audio là 20.000 cây. À biển số 66 nha. Con này là mới cứng luôn, trong sổ bảo hành đang còn có gắn khóa chống trộm nha. Đó, con này Tình bán giảm giá xuống còn 25.800, cặp kiến còn đầy đủ. Đó, cô chú anh chị mua thì liên hệ cho Tình. Future đời mới có đèn LED ha. Rồi hôm nay Tình xin quay 4 con xe rim. 3 con rim Thái đời 97 ha, một con Super Rim đời 2005. Thì 4 con này Tình xin phép được bán đồng giá nha. Con nào cũng 14.500 hết. Cô chú anh chị mua thì thích mua con nào thì alo cho Tình con đó ha. Đây Tình quay nè. Con này người ta dọn sẵn rất là đẹp. Dàn áo rất là đẹp ha. Đây. Đây đầu lồng là đây. Thì Tình chỉ quay sơ qua xíu ha. Rồi, đây cũng 14 năm luôn nha cô chú anh chị. Đây. Con này là con rim Thái luôn ha, đầu ET luôn. Đó, đầu Thái luôn ha. Rồi, 4 con này mình bán đồng giá 14.500 một con. Rồi bây giờ là con Super Rim nè. Con này thì đăng lên một cái là mất liền ha, không kịp mua. Con này là 14.500 luôn, cái loại đầu bằng nè. Đầu bằng này rất là hiếm. Đầu lồi thì nhiều nhưng mà đầu bằng này thì ít lắm nha. Đó, 205. Rồi, bên trong đây là con rim Thái nữa ha. Con này Tình cũng bán 14 năm luôn. Bây giờ Tình sẽ xuống quay biển số 4 con nha. Thì 4 con này đều biển số thành phố. Xe này thì Tình bán giấy cửa hàng nha. Cà vẹt cửa hàng, bao giấy cửa hàng, bao tranh chấp ha. Đó, biển thành phố hết. Rồi, 14.500. Rồi, bây giờ tới con quay ZX. Con này rất là cứng ha, biển số thành phố. Thì con này Tình bán giá 13.700. Con này xe zin nhưng rớt đầu nha. Mình nói zin nó nhiều bạn không hiểu, cứ nói zin sao còn rớt đầu. Zin là zin đồ đạc nha cả nhà mình ha. Mình giải thích rõ luôn. Để mất công có bạn lên comment nói sao nói zin mà còn rớt đầu. Nói zin nhưng mà zin quần áo thôi. Đầu đã bị rớt ha. Con này rất là cứng nè, nhìn ở ngoài rất đồ đạc, rất là cứng, máy êm. Đây. Rồi bây giờ Tình quay tới con quay cộng nha. Con này có bẩn, Tình đang để ở ngoài. Con này hôm qua Tình có quay rồi. Con này Tình bán 16.500, bao đầu lồng ha. Đầu lồng zin chưa rớt. Máy rất là lực. Xe này chưa dọn qua ha. Xe zin chưa dọn qua. Tem bọng còn đầy đủ. Biển số 51 luôn. Em lấy giùm cái bẩn ra kia. Rồi bây giờ là con ZX. Tình bán giá 7.800 ha. Con này like cái đầu rồi. Con này Tình cũng có quay hai cái video rồi. Đó, cô chú anh chị nào rước giùm Tình nha. Bán sắp lỗ tới nơi rồi đó. Rồi, bây giờ tới con xe ZX RSX nha, con cá lâu kiến nha. Con này chính chủ, bao ký giấy ủy quyền hoặc ký giấy mua bán sang tên. Xe chính chủ đầu lòng chưa rớt ha. Con này là đúng người biết chơi là mới giữ nè. Con này Tình bán giá 10.500.000 đi. 10.500.000 là giá này là ngày mai mất liền nha. Tại vì đây biển số 59 chính chủ ký giấy. Con này bán 10.500.000 một cái là không có xe cho mua liền. Này, tem bọng còn đầy đủ, xe zin đầu nồi ha. Con này có mấy anh hôm bữa dặn Tình rồi, hai chìa khóa nè. Có mấy anh hôm bữa dặn Tình rồi, bữa nay Tình mới kiếm được. Rồi bây giờ là con Lips FI phun xăng điện tử. Con này chắc đời 2010 quá cả nhà ơi. Con này đời 2010 ha, màu vàng đồng. Bánh mâm thắng đĩa. Giá con này Tình bán là 9.800.000 nha. 9.800.000 cho con xe lít. Con này là chuẩn xe lít nha, không phải mấy cái xe SCR lên nha cả nhà ha. Tình bán là có sao là Tình nói vậy ha, không có nói thêm nói bớt. Rồi con Blast màu cam, con này đời 2016. Này. Con này là xe zin chưa qua dọn sửa ha. Xe nhìn rất là cứng cáp. Con này Tình bán giá 12.000.000. Đó, cầm nó đang sáng quắc ha. 12.000.000 con xe này ha.
Rồi bây giờ là con quay quay alpha đời đầu. Con này chắc đời 201 lốc đen ha. Con này là bị rớt cái cặp bánh mâm, cho nên là tình là người ta thay cặp bánh bánh căm ra cặp bánh mâm á, cho nên tình bán con này 9,5 triệu thôi nha. Con này anh chị em, cô chú anh chị chưa có xe xài mua con này xài ha, rất là cứng. Con này là dự đoán là sẽ rất là nhiều người gọi ha. Đây, tình đề thử một con này cho duy nhất cho cả nhà xem cái tiếng máy ha. Đây, cái bình này phải đạp rồi. Đây, để tình đạp thử cái. Đó. Máy rất là êm. Cam cò không kêu ha, máy rất là êm ha. Con này đúng rồi, rớt đầu rồi. Con này giá 9,5 triệu nha cả nhà ha. Rồi tới con Sirius biển 70 Tây Ninh, à cô chú anh chị Tây Ninh chú ý nha. 13434 nha. Đó, con này 8,5 triệu. Xe là bao zin, chưa qua dọn sửa ha. Audio 19,000 nha. Con này là xe zin. Có bung chỉ ở như cái đầu này, cô chú anh chị dè may lại ha. Đó, vậy thôi, còn nguyên con là không chầy, xe xuống theo thời gian thôi. À đây đây, ngay chỗ này máng đồ này có chầy sơ ha. Đó, dàn đầu đồ rất đẹp. Rồi. Rồi bây giờ tôi tình tờ quay tới con 86 kim vàng ha. Con 86 rất là hiếm. Con này bây giờ những cô chú anh chị nào biết xài mới biết được cái hàng này ha. Đồ zin còn hết nha. Nè, tay cầm nè, ao nhôm nè. Đó. Đó, logo đang còn luôn, máy móc là còn zin hết ha. Rớt đầu nha cả nhà mình ha. Con này rất là cổ rồi. Con này đời kim vàng 86. À, nhìn quầy bắp vậy thôi nhưng mà giá trị nó hơi cao nha cả nhà. À, phục đang còn luôn ha. Rồi con này tình bán với giá là 14,700,000 ha. À, cô chú anh chị chơi cái dòng xe này sẽ biết ha. Tình báo cái giá này là cô chú anh chị biết ha. Đây, xe còn nguyên hết, rớt cây bô tân tiến nha. Hả? Đứng lúc không? Đây đây mình chưa biết tí rồi. Từ từ. Chưa biết đâu, đang biết để đây rồi. Rồi bây giờ tới con xe siêu phẩm của hôm nay nha. 2300 rồi. Rồi con xe siêu phẩm của hôm nay, xe này là hàng độc chỉ có tỉnh mới có nha, đố kiếm được con thứ hai nha. Ở đây là cái lò này chuyên đặt xe cho tỉnh đặt. Đó, cái này là hàng tỉnh đặt cho nên không ai có hàng này nha. Hàng độc quyền. Đó, chỉ bên tỉnh mới có, cô bác anh chị muốn mua thì liên hệ với tỉnh ha. À, mỗi tuần tỉnh sẽ xuất xưởng một em này ha. Hàng này tỉnh có bản số đầy đủ ha. Đây, có bản số luôn ha, xe là đó. Con này tình bán giá 6,5 triệu, có cà vẹt nha cả nhà mình, em hơn xe đạp điện ha. Bây giờ tình sẽ nổ máy thử. Đây, cái này mình muốn nổ máy không cần chìa khóa ha, chỉ cần gạt xin an qua bên phải đó, hàng độc mà. Rồi đạp cái nè, lấy tay kéo xuống cái nổ, không cần đạp ha. Đó, máy rất dữ. Đây, chuông nè. Và bây giờ mình muốn tắt máy thì mình gạt qua trái ha. Gạt qua trái. Đó là tắt vậy thôi à. Thì con này được có một cái bình xăng. Bình xăng ở đây chứa được khoảng 1,5 lít xăng ha. Được 1,5 lít xăng. Rất là độc, 6,5 triệu nha cả nhà mình ha. Rồi nhanh tay nha, con này là hàng siêu phẩm. Rồi bây giờ tới con FZ150 FI nha. Con này đời 2016, 2017 ha. Thì xe rất là mới, audio mới có 10 để coi 23.000 cây ha, audio 23.000 cây. Xe biển số thành phố chính chủ nha cả nhà mình ha, FI hệ thống phun xăng điện tử. Rồi con này tình bán 34,500 ha. Con này tình cũng có quay video hôm qua rồi, cho nên mọi người muốn xem kỹ hơn thì coi lại ngày hôm qua nha. À, con này là 14,500. À, xe này thì giấy mua bán cửa hàng, cà vẹt xe cửa hàng nha. Đầu nồi bao zin. Đây, con này thì biển số thành phố 5756 ha. Biển số rất là đẹp, xe cứng. 14,5 triệu nha cả nhà mình ha. Con này thì chính chủ ký giấy. Đây, đời 2019 hai bô ha. Con này tình bán 14 triệu luôn. Đây, chính chủ ký giấy mua bán ủy quyền ha. Biển số thành phố. Rồi bây giờ tới con Novo 5. À, con Novo 5 này tình bán giá 10,800 nha. Xe để trong kho đang bụi ha, mới lấy ra chiều nay. Đây, một lô xe mới về chiều nay rất là nhiều.
khoảng tầm 40 xe ha. Bữa nay có xe 67 luôn. Rồi, xe Novo 5 giá 10.800.000 ha, xe zin. À, xe này Tình chưa có dọn sửa ha, Tình mới lấy trong kho ra. Đó, 70G1. Thì bây giờ Tình đang chuẩn bị báo tới cái lô giá tầm trung nha, ở ngoài đây nha. À, cái con ở trong cái lô xe này thì chắc chắn sẽ có một vài con giá rất là hấp dẫn. À, cô chú anh chị nghe được cái giá thì đừng có điện cho Tình nha, có điện cũng không có mua được đâu. À, sáng ngày mai mọi người 7:30 cứ có mặt tại nhà Tình, chắc chắn sẽ mua được ha. Rồi, Tình sẽ không bán trước cho ai hết. Rồi, bây giờ là con 67. À, con này là SS50 nha, đúng đời 67 luôn. À, xe dọn đẹp ha. Xe dọn đẹp, dọn kiển. Đó, Tình quay con này ha. Con này cái giá Tình báo một cái là rất là hấp dẫn nha cả nhà mình ha. Con này cô chú anh chị mua về sẵn xài, không cần dọn sửa gì thêm. Biển số 6113. Con này Tình bán giá 13.500.000 ha. Đây, xe dọn rất là đẹp. Đây Tình quay cận cảnh con này cái ha. Rồi, con Novo 4 này là Tình bán 5.500.000 nha. À, xe chạy rất là êm, biển 43. Rồi, như con Elizabeth màu trắng dành cho mấy chị em phụ nữ. À, Tình bán giá 5.800.000 nha, biển số thành phố 54. Đây, 54 ha, 5.800.000. Rồi, con Novo 4 này rất là đẹp ha, màu màu caro. Đây, rất là đẹp. Con này Tình bán 6.500.000 nha cả nhà mình ha. Biển số thành phố, lô giá tầm trung rất là hấp dẫn. Đây, 59B1 23686. Rồi, bây giờ tới tuyệt phẩm Charlie. Đó, đây, giấy tờ cà vẹt đầy đủ nha. À, con này Tình xin phép bán với giá là 6.500.000 nha cả nhà mình ha. Biển số 60. Biển số Đồng Nai nha. Đó. Xe thì về sẵn xài thôi. À, con này cô chú anh chị đừng có điện thoại cho Tình ha. Tại vì có điện Tình cũng không kịp nghe máy đâu, ngãn mạng á. Có gì sáng mai cứ lên nhà Tình mua ha. 6.500.000 con Charlie này, hàng hiếm đi chợ là vô địch thiên hạ. Rồi. Con cản bấm Attila Elizabeth, con này cô chú anh chị đi mua đi cài ha. Xe còn rất là cứng. Cản bấm nha, chứ không phải mấy cản nhám hay là mấy cái con Attila đời đầu nha. Con này Tình bán 2.500.000 thôi. Con này là không lợi nhuận nha cả nhà. Đó, không lợi nhuận nha, biển số thành phố luôn ha, 51 luôn, 37 3176. 2.500.000. Rồi, còn con nào nữa? Rồi, con này là con Hayate FI 8.800.000 nha cả nhà mình ha. Xe ở đây Tình mới trong kho rắc ra cho nên chưa có dọn đây cả nhà mình. Hayate FI. Đó, phun xăng điện tử nha, 8.800.000. Rồi, con Vision đời 2014. À, bánh mâm màu đen, chắc con này 23 rồi. Rồi, đời 2013, xe đẹp nha, xe cứng về sẵn xài. Con này Tình bán giá 13 năm. Biển số 70. Đó. Rồi, bây giờ tới con Liberty. Con Liberty giá 11.500.000 nha. Dạ, chờ chứ. Xe sơn nguyên dàn áo màu cam rất là đẹp ha. Sang chảnh cho chị em phụ nữ đi chợ nè. Trời ơi, xe rất là đẹp. Con này mấy chị em phụ nữ thấy là ghiền luôn ha. Dọn full mới luôn. Trời ơi, con này Tình thấy còn ghiền luôn ha. Ôi, có mai mẹ riêng cái tấm thảm để gác chân luôn nữa nè. Con này Tình bán giá 11.500.000 thôi nha, chứ mấy chị em phụ nữ nha, 11.500.000. Rồi, con bên này Elizabeth màu xám lông chuột. À, con này Tình bán 5.700.000 thôi ha. Xe này thì có hơi chày bên đây ha, nhưng mà nguyên con thì còn cứng ha. Rồi, 5.700.000 con này ha. À, con Sirius. Con Sirius này Tình bán 7.800.000 ha. Bánh mâm luôn, nhưng mà mâm này chắc mâm thai, không phải mâm zin. À, mâm ẹt nhỏ, 7.800.000. Đó. Rồi, con này là con siêu phẩm rẻ tiền ha. Thêm một con bán không lợi nhuận nữa. Con này để nhà Tình nhắm coi. Con này Tình bán giá 2.900.000 nha. Cà vẹt giấy tờ đầy đủ, đề đóm đầy đủ ha. Đây Tình coi bảng số coi. Xe rất là cứng, xe như mới ha. Con này biển số 52Y6, biển số của thành phố luôn. Con này Tình bán 2.900.000 nha. Lên phuộc rồi. Cô chú anh chị thấy được cái giá con này thì đừng điện thoại cho Tình nha. Sáng ngày mai ghé nhà Tình mua ha. Đừng có điện thoại cho Tình.
Rồi 2.9 triệu con quay biển số thành phố. Con này dành cho mấy chị em may mắn ha, không có xe đi làm mua được. Rồi bây giờ tới con sáp biển số 59 C2 007082. Con này là 170 nha cả nhà mình ha. 170. Con này tình xả một cái giá rất là ok nè. Máy của nó, dung tích của nó là 170. À, tình bán cho anh chị cái giá là 11.500.000 ha. Rất là hấp dẫn luôn. Sáp dung tích 170, giá 11.500.000. Rồi bây giờ tới con quay lốc trắng nha, quay Alpha lốc trắng. À, con này đầu lòng chưa rớt, giấy tờ cà vẹt chính chủ ha, biển số thành phố. Rồi con này tình bán giá 16.500.000 nha. Con này biển 62 Long An, Jupiter V phục hơi, dàn áo đẹp, tình bán giá 7.800.000 nha. Đây Jupiter V màu trắng. Rồi bây giờ tới con clip. Rồi, con clip này khách người ta đã dọn đẹp ha, dàn áo jean khách dọn đẹp lên chìa khóa bếp ga. Riêng cái chìa khóa không đã 3 triệu rồi nha cả nhà mình ha. Lên chìa khóa bếp ga, con này tình bán giá 10.700.000 nha. Đó, 10.700.000 con clip này đã lên bếp ga nha cả nhà mình, rất là hợp lý ha. Biển số thành phố. À, xin lỗi cả nhà nha, tại hồi tối tình thức khuya uống nhiều nước đá đó, cho nên cái cổ họng nó bị khan tiếng, bữa nay tình bị cảm cúm đó. À, sáng giờ tình tình dạy nhiều quá, đi gom xe. Có một ngày hôm nay là tình gom nguyên một cái nhà xe ở trong và cái lô xe này ở trên Tây Ninh về ha. Rất là nhiều, đây cô chú anh chị coi tổng quát nè, khoảng tầm 50 xe ha. Đây, trên 50 xe. Rồi bây giờ cái clip của tình cũng dài rồi, bây giờ tình sẽ tắt máy để tình vô tình edit video để gửi lên cô chú anh chị xem ha. Rồi nếu như cô chú anh chị muốn mua xe của tình á, thì 7 giờ sáng ngày mai ghé tại cửa hàng tình mua xe ha. Cái cửa hàng tình nó nằm ở như địa chỉ là số 9 đường Nguyễn Thị Nui, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn. Cô chú anh chị đi bằng Grab lên á, thì đặt cái địa điểm là Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới Nhì hoặc là hồ bơi sư đoàn 317 nha. Rồi rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo nha. Xin cảm ơn cô.